Lời đầu tiên cho phép cô xin được thay mặt ban tổ chức gửi lời chúc mừng cho các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Lá đây là lá gì em? À lá dông hả? À, một lá bao nhiêu tiền? 2.000. Tôm chen. Đây này, lấy mấy cái lá xấu xấu đây này, trải dưới này. Lá nào? Lớp phải có tấm băng nữa. Lá nào xấu? Ý là em sợ đặt ở trên đây nó gói như vậy. Lớp phải có tấm băng nhiều. Lớp mình lớp mấy nha? À lớp 6 hả? Lớp mình là bao nhiêu bạn gói đây? 6. À 6 rồi. Quay mấy em, bữa nay ngày hội của mấy em mà, mình phải quay mấy em thôi chứ. Ừ. Được. Ok. Wow. Thì có gì thì cũng biết thôi. Được không? Làm gì việc như thế? Mình cái này mình đang làm thủ công á hả? Móng tay hơi dài ra bằng hình nha, cắt bớt rồi nha. Có chơi An Giang à? Lắm mình được mấy cái rồi? Mới có cái à? Và luôn á hả? Còn bé gói này mà ra gì mà chúng mình tắm điện lại đi mà đi học có gì hết chứ.
về đấy. Đâu điện thoại đâu rồi? Bánh méo rồi kìa. À, phụ huynh tới giúp mẹ mà. Vậy là mì đã có cà chưa? À, có hơi đu đủ hả? Hơi đu đủ đực hay là hơi đu đủ cái? Lớp mình làm mấy con gà đây? Đấy, bên kia mấy con? Rồi, chào em. Chào chú kỹ. Thầy, thầy thưởng thức nha thầy. Có chứ. Ngon thầy nay em nha. À. Thầy cho 10 điểm nha.
Thì em đăng ký cho. Thôi để em về, em về. Bố mẹ em đăng ký rồi. Tại giống họ em muốn thử. Hay mua lắm này, để em đăng ký cho. Có. Đây là cơm lam đúng không? Phải làm cơm lam được phát lương không thể? Sao? Cái này thì lớp này dễ nhất lắm nha. Cho thêm củi đang cháy lấy than á. Thế nó mới hết giờ. Gà đây là thả vườn ấy hả? Hay là thả chuồng? Thả vườn. Thả vườn. Tưởng thả chuồng chứ. Thì ở dưới thì nó mang cái mang cái lốp xe đốt dưới nhanh chín lắm. Đây là đứa nào mà phụ trách cái này là xay liên tục đây này, không để nó chảy bây giờ. Chị nhà thọc nữa. Còn chỗ cho thêm một con gà nữa đi. Còn chỗ thêm gì nữa. Cứ vạt một tháng nữa hai lần. Thế là đây mang qua lấy một con. Đẹp trai rồi. Nấu hem không hả? Cho mình hỏi mấy bạn đẹp trai không, mình hỏi gà. À, gà rất là đẹp trai luôn. Gà đấy gà mái mà sao đẹp trai? Nấu đây để trưng bày thôi. Bên đây là trao giải là vị phụ huynh nhất. Chút nữa ăn có nghe mùi khói không? Kiểu này mà phụ huynh mà nướng mà nghe mùi khói nhiều hơn học sinh là thất bại á.
Hồi nãy hỏi rồi, đu đủ đực hay đu đủ cái mà không ai biết hết. À, đu đủ con nè. Cái này giống như mình đi picnic nha. Đây là cà đúng không? Đây là hoa đu đủ này, mà không biết được cái này. Đây là lá mì này. Không có dùng chấm là tỏi nha. Đó, phải coi phụ huynh hướng dẫn bờ sâu và biết cách làm. Lộn rồi, chặt rồi. Chưa đều rồi. Giữ cái nhịp đi. Phải giữ được nhịp kia. Trẻ nó có đâu muốn chơi đâu mà. Tập đi chứ, mỗi lượt chọn một bạn nhất vào chung kết. Đối với nam cũng có 3 lượt, mỗi lượt chọn một bạn vào chung kết. Là vào chung kết là chúng ta sẽ có 3 bạn danh nhất, nhì, ba, được chưa? Bây giờ là đến với cái phần trò chơi dân gian. Trò chơi đầu tiên là nhảy bao bố. Phải lui ra rồi.
Mời chào thế. Chơi ô ăn quan. Các em lưu ý là khi nào quan có 5 dân thì việc nhé. Tối thiểu là phải có 5 dân. Của ăn mình quan thôi là rất được. Các em đếm và xếp ra ô cho thầy luôn. Đếm xếp đến đại ngay xếp vào ô luôn. Sang xếp gọn gàng là bố ô 5 con. Sang thẳng luôn. Số 1, Lín. Ô số 6 là Huy, Thắng, Hoàng Anh đúng không? Ô số 2 là Trúc, Thắng, Nghi à? Các em sau khi chơi xong thì xếp vào ô cho thầy. Bạn này xong chưa? Thắng. Thắng. Là tên là gì? Dưa, Dưa Thắng Lắc hả?
Thế này bây giờ các em nhé. Các em sẽ chơi như này. Có nghĩa là ba nam ba nữ, bây giờ bạn nam sẽ thi trước. Được chưa? Các em thi như này. Ví dụ như là một bạn đang thi là ở chỗ box 1 nhá. Đề nghị các em sẽ phải tập trung theo nữa. Mới được có một cành thôi à? Đang cành nữa. Khéo tay phết nha. Mình đang tập cắt hình ô vuông á hả? À, cắt ô vuông để mà cắt hoa đấy. Cái này mình tự làm đó hả? Dạ. Ừ. Giờ mình đang đem ra mình kinh doanh được rồi đấy. Thế mua đi thầy, em bắt để ra tiền giá luôn. Úi dồi, tiền đâu mà mua. Này mấy bạn làm còn mình ăn à? Mình ngồi mình xin mình ăn thế này à? Cái này là mâm ngũ quả đấy hả? À. Hơi thiếu màu nha. Mình cứ làm đi chứ đâu có chụp đâu. Kéo ra. Ôi, đẹp phết nhỉ. Này là chút thầy có được ăn không? Dạ có. Để thôi để thôi để hết đây luôn nha. Thầy có thể hái lọc luôn. Có lọc nữa hả? Dạ có. Trong lọc có cái gì? Có cái cần khổ. Giờ hái luôn hả? Dạ lát nữa lại tiếp thì thầy sẽ được ăn rồi thầy ạ.
thống của mình. Cơm lam chúng em chuẩn bị những nguyên liệu đó là ống và gạo nếp, dẻo ngon. Còn gà thì em còn cái gà nướng thì em chuẩn bị gà nướng và những nguyên liệu cần thiết và ướp trong một khoảng thời gian nhất định. Và em sẽ cùng xin hết. Gần đây thầy cô có thể ăn thử cùng với hai nước. Còn cái này thì sao? Tại sao có cái này? Ừ, bạn là nước nước. À, cái món này truyền thống của bạn này, còn cái món này của bạn này rồi nói tiếp em. Em nhìn thấy em nói được những cái gì không? Cô khó tính nhỉ? Ban giám khảo khó tính. Thầy hái cho thầy hái lọc đi thầy. Gần đâu thì lấy đấy. Cho mình lọc thì mình đỡ. Cô cũng được hái lọc luôn hả? Tùy cô thích lấy bên nào. Cô sướng quá. Cô mở ra coi cái lọc gì đấy coi. Chủ yếu là bên trong á. Dạ vâng. Được hả? Cô cũng ngon hay chứ. Quá chuẩn. Cái này cũng gì đó thầy. Cái này là không biết chấm sao này chứ. Bỏ phong bì ban giám khảo cái này rồi. Còn cái lọc nào ngon ngon nó đưa cho thầy cái. Đưa cho thầy đi, xa quá trời vớ không tới. Thầy Vũ đây hả? À đây có thầy Vũ đây. Ôi giời ơi, làm xin. Ôi, nặng thế. Em